Hello chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của đội chín đám gaming thì clip ngày hôm nay mình lại tiếp tục tặng quà thỏi vàng và những cái quà tiền sao kim cương và xuất cho bạn cái mã cốt của đợt này bạn nào chưa nhập thì các bạn đến nhập đi cho các bạn nhé và link nhập cốt iOS thì mình cũng để link bên dưới luôn để cho các bạn nhập nhé các bạn nhé còn bây giờ thì mình sẽ vào phần tặng quà luôn cho các bạn thì đây là bạn đầu tiên may mắn nhận quà ngày hôm nay nhé các bạn nhé là bạn Nguyễn Ngọc Nhi Chúc anh động một ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ạ Tên là Nhi nè Quà là xe đẩy 32 kim cương cảm ơn anh đậu rất là nhiều Nguyễn Ngọc Nhi à Rồi ok Cái chữ Nhi này bao nhiêu chữ Y đây bạn ơi Bạn nhìn được anh đấy Đây là phải 5 chữ Nhi đúng không Rồi ok sẽ tặng quà cho bạn Nhi nhé Nhi nè đúng không Rồi 5 chữ Y à Đây đúng không Ừ, cái tên bạn đấy nó kiểu rồi 2E, 2K luôn. Không tìm thấy luôn. Rồi là tìm thấy rồi. 4 chữ Y thôi. Anh ghi nhầm ấy. Bạn ấy xin một cái xe đẩy á. 32 Kim Cương đây. Tặng quà em nhé. Rồi vậy là mình đã trao xong phần quà đầu tiên cho bạn uh, Nhi nè nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn thứ hai nhé, xem bạn may mắn nhận quà là bạn nào nhé. Rồi bạn thứ hai là bạn Ai Ai Chan. Chúc anh một ngày vui vẻ nha. Quà là xe đẩy Bơ 3K 8511 tên nhân vật của bạn đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em nhé. Ok em. Bơ 3K 8511 đúng không? Bơ 3K 8511. Đấy. Bạn lấy xin một cái xe đẩy à rồi bơ ba k này thì lại trao quà cho bạn bơ ba k xong nha còn mà sao sắp màn hình của mình nó bị làm sao đây Ok, sorry mọi người. Rồi bạn ba cai đã tặng quà xong này. Và tiếp theo này. Bà số 3 này. Bạn số 3 là Long Bùi Vân này, chúc anh đậu một ngày vui vẻ. Tên là Nhi nhân phẩm bóng năng, quả là xe đẩy hàng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Nhi nhân phẩm B5 đúng không? Rồi, ok. Bây giờ anh phải qua app ở kia đã. Rồi. Nhi nhân phẩm B5. Phẩm B5. Đấy. Vẫn là xe lẩy đúng không? Rồi. Cái bạn tiếp theo này à, Bạn là Lôi Ít Nguyễn Chúc anh có một ngày vui vẻ bên gia đình Tên game là Năng 13 Quả là lọ hoa À lọ hoa thôi à Là 13 xem lọ hoa đúng không Rồi ok. Xong bạn đấy nhá, chúng ta sẽ đến với bạn uh, tiếp theo nhé các bạn nhé. Bạn số 5. À, bạn tiếp theo là Nguyễn Thị Vinh. Chơi về với vẻ quà là xe đẩy FDM Link QT8 này. FDM Link 8 đúng không? Rồi. FDM Link UTA8 Rồi Và là xe đẩy này Rồi Bạn xem có bạn gì nữa không Để xem nhé À bạn này là bạn h... ờ, Bạn này là bạn hôm qua mất rồi đấy bây giờ vẫn còn kim cương ấy sẽ kiếm một bạn ở trên uh, trên uh... đây rồi à, bạn nữa đây bạn là uh, lại mai châm mà ạ và tiếp theo là bạn lại mai châm nhé bạn nhé à, chúc anh một ngày vui vẻ quà là xe đẩy này lại, lại lại chi mai lâm này Đấy. À, lại chi Mai lâm hai bạn xịm xin, bạn đã xin cấp bốn rồi một cái xe đẩy được rồi ok rồi phải anh tặng quà xong xe đẩy bây giờ anh sẽ nhập cái mã code đợt này cho các bạn luôn nhé còn bạn nào chưa nhập thì bạn hãy nhập mà bạn nào nhập rồi thì thôi nhé các bạn nhé anh biết là nhiều bạn có thể nhập được rồi các bạn đã chưa nhập thì bạn ấy có thể nhập theo anh nhé đó đây đây là dành cho iOS thì nó sẽ có chỗ cái chỗ nhập mã cao ở đây luôn này các bạn còn bạn à, đây là Android quên còn iOS thì nó không có cái chỗ nhập capo này các bạn phải nhập bằng cái đường link Thì anh sẽ để cái đường link cho các bạn nhập ở bên dưới phần comment nhé đây đây chính là cái mã code lần này nhé các bạn nhé bạn nào mà chưa nhập thì nhập đi nhá bây giờ anh bấm nhận này đó đồ đã gửi đến hòn thư rồi này Đấy bạn thấy không? Đấy quả là một cái gậy này này. Đó. Các bạn thấy chưa? Để cho bạn sử dụng cái gậy cho bạn xem nhé. Đó. Đây là mã cao phun lần này nha các bạn nhé. Các bạn nào chưa nhập thì nhập đi nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ ra qua qua nhận tiện ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn iOS nhập cốt nha có nhiều bạn comment lên của mình anh ơi sao của em nó không hiện cái chữ nhập nhập cốt ở giống như của anh thì uh, các bạn nào mà dùng điện thoại iPhone ấy thì nó sẽ không có hiện nhập cốt ở trên uh, cái game đâu các bạn nhé các bạn phải nhập uh, cốt bằng qua đường link thì ở dưới thì ở dưới video nhập code thì anh sẽ có để một cái link code giống như thế này các bạn nhìn thấy trên màn hình này đấy cái chữ link iOS này các bạn bấm vào đường link này nhé còn nếu như các bạn nào không biết tìm chỗ phần mô tả này thì anh sẽ ghi ở phần bình luận để cho các bạn nhập nhé các bạn nhé rồi các bạn chỉ việc bấm vào cái đường link này thôi đó các bạn bấm vào cái đường link này đấy, các bạn bấm vào đường link này nó hiện ra cái chỗ nhập mã carbon đấy lúc này các bạn sẽ nhập cái mã carbon của các bạn vào đây rồi các bạn bấm ok là được nhé các bạn nhé lúc mà các bạn nhập ấn ok thì người ta sẽ bắt các bạn đăng bạn nào dùng iPhone thì lúc nhập xong các bạn người ta sẽ bắt các bạn nhập vào cái nick uh, Play bây giờ của bạn. Các bạn nhập vào nick Play tôi bây giờ của bạn rồi các bạn bấm OK cái là được nha các bạn nhé. Đấy, đấy, dành cho những bạn nào mà nhập cốt uh, code cao bằng iOS mà cả không thấy nó hiện lên trên màn hình nhé. Đó, đó là cách nhập iOS nha các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào ra quay quà thời vàng nhé. Bây giờ mình sẽ tìm ra bạn may mắn trúng thưởng quà thời vàng ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Thì đây chính là phần mềm để chúng ta tìm comment. Đó, thì cái clip uh, tặng quà đợt trước của mình thì nó uh, có 150 comment này. Đấy. Clip tặng quà mới nhất nha, các bạn phải comment ở clip tặng quà mỗi nhất mỗi ngày thì các bạn mới được nhận quà, tham gia nhận quà liên tục nhé. Rồi, bạn nào không comment ở cái, cái, clip cuối nhất thì không nhận được nhận. Rồi bạn may mắn đợt này đó là bạn trà sữa bảo anh. Đấy, quà là hoa anh đào chín đổi vàng này. Mãi là fan của anh này. Ok em nhé, để anh sẽ check xem là em có phải là người uh, spam không nhé em nhé. Đấy, bây giờ anh sẽ vào check xem bạn bạn ấy có phải là người spam không. Nếu như bạn đấy là một người spam Anh sẽ không tặng quà nhá Bởi vì bạn nào mà spam Tức là bạn đấy là chơi ăn gian rồi chưa ăn gian thì chắc chắn là không được nhận quà Đấy, đây là bạn trà sữa bảo này À, bạn đấy comment có đúng một lần thôi Thế vậy là bạn đấy là đã... đúng rồi nha Bạn đấy đã chơi rất là trung thực Bây giờ anh sẽ vào tặng quà cho bạn đấy nha Đấy Đây là nick của bạn đấy nha Rồi à, để vào tặng cho bạn đấy một cái áo chín thỏi vàng Rồi anh Đậu tặng quà em nhé. Rồi ok. Rồi vậy là anh đã trao quà thành công cho bạn đấy rồi nhé. Và clip tặng quà ngày hôm nay của anh Đậu cũng xin dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh bấm chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Các bạn phải làm đủ các bước like, chia sẻ, đăng ký kênh thì anh mới tặng quà thỏi vàng cho các bạn nhé. Còn nếu quay chúng mà anh trách các bạn mà không làm những đủ các bước trên thì sẽ không trao quà đâu nhé các bạn nhé. Rồi, ngày mai chúng ta lại đến nhận quà tiếp nha các bạn nhé. Còn clip anh xin dừng tại đây. Các bạn đừng quên là thả tim cho anh mỗi ngày cho nick của anh nhé. Các bạn à, mỗi ngày các bạn vào thả tim cho nó lên nhiều chiều thích tí chứ càng cả ngày càng thấy ít thích hơn rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Vậy anh xin dừng clip tại đây nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.